thời điểm đau ống rồi. Ê tay nặng bình thường thì được, nặng quay clip rung rung. Dạ, Linh có điều kiện nha em. Bán con ngựa thịt, mua con ngựa xác à? Có bò mình bán mua chè bò mình lộ gì nữa ở ngoài nữa tôm nữa chứ hả? Tôm cả con bò trong một đi lắng xong má con bò muốn trộn được ai đó khi kiểu tụi họ để khi nó bò thì họ hay lăn chuông ở ngoài em hay lăn chuông nữa anh cắt nha má giờ cũng gần nhà đâu mà chịu nổi chứ. Xong đến tới thì luôn chắc cái bò của kêu luôn á. À hoặc là có như với họ thả bò họ có bén lên nữa bớ là ăn trộn rồi. Bạn kêu nó ngon quá à. Chị thấy em nữa không có thấy. Không bình thường như thế họ hay lắp camera. Cảm ơn. Em có chuyện lắp con đá em ra tuôn. Con bò đến là mười mấy là 20 triệu. Có chứ, mấy cái mà video mà kiểu như bò bị sát đánh đồ với lại là trộm bò đồ video quay lại hết chứ. Chị thấy cỡ tầm mà 10 con là họ đã có camera rồi. Em thấy chị anh là cũng nuôi nhiêu mà được nữa vì trộm xong cũng kê đó. Trộm mất ạc nên chị mua. Nhiều khi họ không biết đó kìa. Họ cứ nghĩ là camera chắc mất nhiều tiền. Không, mà mẹ năm biết được khi chắc là cũng đỡ thiệt, cũng chế bị tụi mẹ nữa. Mà ông trộm bo mà đang có chừng ở gương đèn nữa chứ. Mà con bị. Trời. Biết con bị, phải con bị là hả nhỉ? Mờ mù có tơi sáng có đâu con phải chạy gấp chứ con. À, ghê đó. Dắt lên thầu đến là con mồi luôn, kiểu là mất bo đi tìm. Đừng ơi, mất đầu mất bo mai. À. Chả nữa đi tu, chứ về mấy nữa. Kiểu mất mía, kiểu sáng. Đến là thấy cảm giác cũng mới đi đó. Cặp bộ. Ừ. Mùi tàn mùi để là cái đầu. Eo. Yeah, vậy con bé con. Ghê đó à. Ừ. Thường thường thì núi họ như mẹ chủ có nhiều cái chuyện nghĩa đi đâu nữa nhà tên đây nặng mỡ nhà này luôn nhiều mà đừng lúc mẹ triệu cả đi có không đi đâu nữa. Chơi hang sẵn cách nhau mẹ nha cũng ra nhưng vậy bắt trong mặt rồi mà này chịu khó cái nè
anh cứ để em một chỗ đi, anh đi rồi em đi nữa. Cái gì? Em kêu hả? Nghiện vất vả dễ sợ luôn á. Nhìn đúng vất vả luôn á. Chào quá. Thôi anh tắt máy đi, anh run quá rồi, thôi tắt đi. Em đã mệt rồi. Còn chị nó đâu mà quay? Thấy đâu? Em đã mày trầu. Em nhìn con mắt em đã lắc lắc rồi, gặp anh lắc lắc nữa. Cái hộp cái hộp cái ngầu cái chạy ngược lại, đừng chị nó nặng ở mũi, chị biết cái mũi này. Em nó ấy lắm, có một hộp thôi để gì nặng cho mấy sợ mỗi cái mũi bị chi, ý là sợ mỗi mũi, sợ mỗi cái mũi à. Ừ, đau mấy chỗ kia có đau không? Đau đau.